Chào mừng các anh em đã quay trở lại với chuyên mục Gờ Sóc hỏi Sói Đáp Xoay tuần này của kênh YouTube Đồng Hồ Hải Chiêu. Là một tuần nữa trôi qua và Thảo đã nhận được rất là nhiều các câu hỏi của anh em liên quan tới chiếc đồng hồ Casio Gờ Sóc. Và cũng như thường lệ, Thảo sẽ chọn ra hai câu hỏi mà nhận được nhiều cái sự quan tâm của anh em nhất để trả lời. Và câu hỏi đầu tiên đó chính là: có thể vệ sinh chiếc đồng hồ Casio Gờ Sóc bằng cồn 90 độ được hay là không? Thì Thảo trả lời luôn là không thể các bạn nhé. Bởi vì cồn 90 độ là một trong những chất tẩy rửa rất là mạnh. Nó sẽ hòa tan và làm trôi đi cái lớp sơn trên bề mặt của chiếc Gờ Sóc. Và như các anh em đã biết thì Gờ Sóc là cái lớp vỏ của nó từ dây và vỏ làm từ cái loại chất liệu là nhựa urethane, là một trong những loại nhựa mà có cái khả năng chống cồn đậm đặc chỉ ở cái mức vừa phải mà thôi. Nếu như anh em sử dụng cồn 90 độ, cái khả năng tẩy rửa nó rất là mạnh, thì thứ nhất là nó sẽ làm hòa tan đi cái lớp sơn được tô lên trên, được vẽ phủ lên cái bề mặt nhựa, và cái thứ hai là nó làm giòn cái bề mặt của chất liệu của đồng hồ và dễ làm gãy cái chiếc đồng hồ của bạn. Cho nên là lời khuyên của Thảo dành cho anh em nào mà mình muốn vệ sinh chiếc đồng hồ Casio Gờ Sóc á, thì đừng nên dùng cồn 90 độ, mà anh em hãy sử dụng xà bông pha loãng hoặc là sử dụng kem đánh răng. Anh em bôi nhẹ lên, bôi lên trên những cái bề mặt mà nó bị hoen ố á, sau đó anh em sử dụng cái bàn chải, cái lông mềm, anh em chà nhẹ lên những cái vị trí bị hoen ố, ố bẩn. Và sau đó là anh em mình sử dụng nước ấm á, để rửa sạch lại. Và cuối cùng là mình dùng cái lớp khăn bông mềm, khăn khô á, để lau lại toàn bộ. Thì như vậy chiếc Gờ Sóc của anh em nó sẽ được sạch sẽ và bảo vệ được cả màu sơn lẫn cái chất liệu vỏ. Và câu hỏi thứ hai Thảo nghĩ cũng khá là quan trọng khi Thảo nhận được một bạn hỏi Thảo là chiếc đồng hồ Casio Gờ Sóc của em khi thả xuống nước tại sao lại thấy những cái bọt bong bóng nó nổi lên. Thì Thảo trả lời với bạn đây là một trường hợp rất là khẩn cấp, tại vì Thảo chắc chắn rằng chiếc Gờ Sóc của bạn, thứ nhất là nó có thể nó đã cái ron chống nước của nó đã bị hư, hoặc là cái bề mặt vỏ hoặc dây đeo ở đâu đó trên cái chiếc đồng hồ Gờ Sóc của bạn nó đã bị hỏng rồi, hư hại rồi. Cho nên khi bạn thả Gờ Sóc xuống nước thì những cái bọt bong bóng mới thoát lên và bạn mới thấy nó. Thì cái lời khuyên của Thảo dành cho bạn trong trường hợp này á, là bạn nên đem chiếc Gờ Sóc đến ngay cái trung tâm bảo hành để có thể mà tránh cái trường hợp đáng tiếc là nước nó sẽ vào được cái bộ máy bên trong của mình. Và đối với những khách hàng nào mà đã mua đồng hồ tại Hải Chiêu thì sẽ được chúng tôi bảo hành miễn phí. Và hy vọng với những cái giải đáp của Thảo thì đã giúp cho các bạn có thể tháo gỡ được phần nào những thắc mắc của mình. Nếu như các bạn còn bất kỳ câu hỏi gì thì đừng ngần ngại, hãy để lại ngay bên dưới phần bình luận. Thảo sẽ trả lời các bạn một video tương tự như thế này trong thời gian sớm nhất. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Cùng nhau ra hái chiều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu khắp nơi như là đang đón mình. Sản phẩm chính hãng sẽ giúp các anh phong độ thêm sáng người. Lặng nhìn